chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc. Hôm nay anh em chúng tôi gửi đến các bạn một món cực kỳ đặc biệt. Ngày hôm qua thì trên có một anh đi rừng về thì anh đã gửi cho chúng tôi một con thỏ hơn 2 kg. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ làm một món thỏ. Các bạn cùng theo dõi nhé. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một món nhá, siêu đặc biệt. Và tất cả sẽ nằm trong cái lưu này. Bây giờ chúng ta sẽ xem thành phần của nó là những cái gì. Đây là một con thỏ của một anh tí nữa sẽ xuất hiện, là anh cho con thỏ này. Gia vị thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Đây là xả, ớt. Trong này có muối luôn nha các bạn, muối với mì chính luôn nhá. Thêm một cái nữa, lá ngải cứu. Đây là lá ngải cứu. Sau đúng 1 giờ nhé các bạn. Đúng 1 giờ đốt củi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra để xem thành quả nó như thế nào nhé. Mời các bác cùng theo dõi nhé. Thank you.
quên. Cầm cái máy quay lại đặt góc cái này nha. Cầm mạnh 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 lên sao đâu, cứ không sửa đâu cái khúc đó lại bỏ đi. Rồi chúng ta cùng mở ra xem thành quả ngày hôm nay nhé. Cực kỳ ngon. Quá ngon. Rất là ngon các bạn. Tuyệt vời. Đường lu. Đường lu. Đây nhé các bạn, cực kỳ là ngon, rất là ngon, mời các bạn. Vừa tới nhà đó.
Ngon thiệt.